25 mũi đỏ nha, 20 tinh chỉnh. Cặp này series là 185631A này và 6300A và 631A này. Tiếng loa rất đẹp nha. Cân vải tẩm dầu của từ Anico. Vâng, và lên sóng cặp L100 Cantori canh mút thơm phức rồi nha các bác. Bác nào mình chốt và sưu tầm cặp này thì alo cho em nha. Canh mút single knot để sưu tầm những cặp mà còn canh mút này rất là hiếm và giá nó cao hơn những cặp lưới thường bình thường. Thì đó chuyện đương nhiên rồi. Cặp này thì em đang giao các bác là 36.500.000, rất là đẹp, mời các bác cùng xem nha. Đấy. Loa chắc bãi về, chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Và những cặp loa này thì hầu hết là các bác sử dụng là đều để nghi vì nó huyền thoại rồi. Đấy, đẹp nét nha các bác. Bên em tuyển hàng rất là kỹ. Với những cặp loa Mỹ thì bên em chuyên rồi. Nên các bác mình theo dõi video của em thì mấy năm về rồi thì bên em chuyên loa Mỹ, loa châu Âu, loa Nhật thì cũng ít. Đấy, đa số là đồ Mỹ nhiều. Trước tiên thì em cũng que thùng quách thùng cảnh trái phải để các bác ở xa mình xem. Rồi em tháo cái canh để các bác cùng xem tiếng loa. Nó sử dụng 3 đường tiếng, 1 bass 30, 1 mic, 1 jack, khẩu hình Anico. Nếu các bác nào mình lấy canh thường, canh vải thường thì giá nó khoảng 34 triệu 2 các bác. Em còn một cặp canh thường nha, 34 triệu nha các bác. Ở phía sau nó sử dụng cái trạm loa mỏ chim nha. Đẹp xuất sắc cái nha. Còn các bác lấy cái mút này thì nó lấy hơn 36 triệu 5, nó trên nhau 3 triệu rưỡi đấy. Tại vì cái canh này nếu các bác mua riêng là nó 3 triệu rưỡi mua không được cái bộ canh này đâu nha. Nó theo loa thì giá nó tốt hơn, chứ còn mình mua rồi mà mua nguyên bộ canh này là họ bán là gần 5 triệu đấy, khoảng 4 triệu rưỡi một bộ. Mà không có, hiếm lắm mới có được bộ canh như thế này. Nó thơm phức cả nha các bác. Nó thơm mùi Mỹ đặc trưng. Đây là tiếng loa. Cấu hình của nó là 1 bass 30, 1 mic, 1 chép LI 25 mũi đỏ nha, 2 vi tinh chỉnh. Cặp này series là 185631A này và 186300A 630A và 631A này. Tiếng loa rất đẹp nha. Cân vải tẩm dầu của từ Anico. Bác nào chốt và sưu tầm cặp này thì alo liền cho em chiến qua hai số điện thoại 0978338 14 hay là 0965770237. Em giao hàng toàn quốc cho các bác nha. Các bác có thể là vào Zalo hai số, có thể xem hình hài trên đó, em có đăng trên đó nha. $36.500.000 nha các bác, đã bao gồm phí ship rồi. Em chiếc xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.